Nghe Lực trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 8 tháng 7, 2023, với YouTube channel Nghe Lực, thưa quý vị, chúng tôi nhận được những cái comment tích cực, nhưng cũng có những cái comment chửi bới, nói rằng thằng già phản động vân vân. Hôm nay, dịp này, Nghe Lực được tâm tình nói chuyện với lại những anh dư luận viên, những người là cộng sản. Thưa quý vị, đến nay đã 48 năm sau cái ngày mà cộng sản đã cưỡng chiếm Việt Nam. Chúng ta thử nhìn lại tình hình ở trong nước sau gần nửa thế kỷ, khi mà cộng sản quên quang rằng đã có công thống nhất đất nước, đã có công đánh đuổi Pháp, Mỹ, vân vân, và đã cưỡng chiếm một cái thể chế dân chủ tự do của miền Nam Việt Nam, vỏn vẹn qua 21 năm xây dựng. Kính thưa quý vị, cái di sản thời Việt Nam Cộng Hòa để lại, so sánh với cái hiện tình đất nước ngày hôm nay, chúng ta thấy gì? Thứ nhất, là diễn được quy hoạch phát triển. Chúng ta thấy, cái thời Việt Nam Cộng Hòa không có cảnh ngập lụt ở Sài Gòn, không có cảnh ngập lụt ở Đà Lạt, vân vân. Và trong cái dịch Covid-19 vừa qua, thì chúng ta thấy rằng tà quyền cộng sản đã bóc lột dân đến tận xương tủy như thế nào. Từ cái test Covid-19 cho đến những chuyến bay giải cứu, và rồi thì những cái phiên tòa như là cái nơi mặc cả. Đầu tiên nó là 4 án tử hình, nhưng mà khi nộp trở lại tỷ này qua tỷ kia thì trở thành án chung thân. Và cái test kit 19 hôm nay đã xử như thế nào? Rồi thì việc những người mà làm việc cho Vietnam Airlines khi chuyển hàng trên 10 ký heroin thì bây giờ lại rơi vào quên lãng. Mặt khác thì chúng ta thấy được rằng dưới cái thế giới cộng sản, họ chủ trương rằng hồng hơn chuyên, thì những người có thực tài không mong gì mà được lãnh đạo những cơ quan của nhà nước. Chỉ có những người thuộc về cái thành phần là con ông cháu cha. Nó khác hẳn với cái thể chế kia nó cũng hòa. Chúng ta thấy từ những chánh sở, thứ trưởng, bộ trưởng hay là những thành viên nội các, họ là những người có kiến thức học gì như thế nào, học gì thật, kiến thức thật, chứ không phải từ cái lò ấp tiến sĩ của Cộng sản Việt Nam đưa ra. Và những người công bộc của dân thần Việt Nam Cộng Hòa, với kiến thức của họ, có ai có những cái phát ngôn ngớ ngẩn, nổ sản giống như cái dàn lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay hay không? Kính thưa quý vị, nhìn về hiện tình đất nước, với cái sự tụt hậu về kinh tế, băng hoại về đạo đức, khi mà một người làm thầy giáo đã chấp nhận bỏ việc đi làm lao nô ở xứ người bởi vì đời sống của giáo viên không đủ, và những cái hình ảnh mà giáo viên phải đi phục vụ cho những quan chức khi đến thanh tra, chúng ta thấy giáo dục đã băng hoại tệ hại như thế nào, đến bao nhiêu lần cải cách giáo dục đi cuối cùng rồi đưa đến kết quả như thế nào. Nhiều dư luận viên, nhiều người hôm nay họ tự xưng họ là kẻ chiến thắng, thì họ nói rằng họ có công để đánh sập một cái thể chế tay sai của Mỹ. Thực sự thì sự sụp đổ của thể chế Việt Nam Cộng Hòa một phần là do người Mỹ quay lưng, đồng minh tháo chạy, mà thực ra là còn do những mũi giáo đâm thẳng vào sau lưng dân tộc. Nhân cái chết của hai trong nhiều mũi giáo đó là Hoàng Phủ Ngọc Tường và Tôn Thất Lộc, cũng là những người thành đạt nhờ cái nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng
họ là một trong những mũi giáo đâm sau lưng cái thể chế mà đã nuôi dưỡng hung đúc họ. Nghe được gần quý vị cái bài viết "Những mũi giáo đâm sau lưng" hay "Những kẻ nối giáo cho dặn", nội dung như sau: sự sụp đổ của một chế độ nhân bản không phải chỉ do người Mỹ quay lưng và đồng minh tháo chạy, mà còn do những mũi giáo đâm thẳng sau lưng dân tộc. Những mũi giáo đó ẩn hiện khắp miền Nam Việt Nam. Nếu cho rằng đó là những kẻ hay gia đình họ đã nhờ được hưởng tự do và ít nhiều ân bưu móc từ chế độ Dân Cộng Hòa, mà cuộc sống của họ tương đối sung túc, thì họ có thể được gọi là những kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Một số tập kết ra Bắc và nhiều tên khác ở lại nằm vùng ở trong Nam. Họ trà trộn, luồn lách vào các cơ quan công quyền, quốc hội và quân đội. Họ đóng vai những nhà báo, khuynh tả, họ mặc áo nghệ sĩ, họ đội lốt tôn giáo, họ mang hia, đồ mão trí thức. Họ thậm chí đi xuống tận cùng giai cấp xã hội để làm công nhân lao động nghèo khổ. Họ có khi chỉ là những người trẻ nhẹ dạ bị tuyên truyền nhồi nhét những điều quyển miệng về Chủ nghĩa Cộng sản. Những phần tử này được liệt vào thành phần thứ 5 sau 4 cây ngu mà dân gian vẫn thường hay nói tới, khiến câu ca dao bình dân có thể được thêm vào như sau: trên đời có 4 cây ngu, làm mai lãnh nợ, gác cu cặp chồng, thứ 5 nhưng lại đứng đầu, đó là cuồng tính theo hầu cộng nô. Những người nổi tiếng gia nhập Đảng Cộng sản như Nguyễn Thị Bình ở Sa Đéc, Nguyễn Tấn Dũng ở Cà Mau, Nguyễn Thị Định ở Bến Tre, Nguyễn Hộ ở Gò Vấp, Phan Văn Khải Củ Chi, Nguyễn Kiệt Vĩnh Long vân vân, đều là gốc người miền Nam, và chính họ hay gia đình họ đã tận hưởng trực tiếp hay gián tiếp ân mưa móc của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Vào ngày 20 tháng 12 1960, có bài Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra đời để bắt đầu quấy rối cuộc sống yên bình của dân chúng miền Nam. Những tên gạo cội của mặt trận này gồm có Nguyễn Hữu Thọ, Quỳnh Tấn Phát, Phùng Văn Cung, Võ Chí Công, Đại Đức Sơn Vọng, Trần Nam Trung, Nguyễn Văn Hiếu, Trần Bạch Đằng, Phan Văn Đáng, Nguyễn Hữu Thế, Nguyễn Thị Định, Thích Thượng Hào, Nguyễn Văn Ngợi, Lê Quang Thành, Đặng Trần Thi, Trần Bửu Kiếm, vân vân. Sau đó thì cái quái thai mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam của Cộng sản Bắc Việt mà đã đẻ ra đó, ra cái gọi là chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, với những tên chủ chốt như Quỳnh Tấn Phát, Phùng Văn Cung, Trần Bửu Kiếm, Trần Nam Trung, Nguyễn Thị Bình, Cao Văn Bổn, Lưu Hữu Phước, Nguyễn Văn Kiết, Dương Quỳnh Hoa, Trương Như Tản, Nguyễn Hữu Thọ, Trịnh Đình Thảo, Thích Đôn Học, vân vân. Có lẽ cần mở ngoặc để nói đôi điều cái quái thai mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Thế giới lúc bấy giờ đều gọi họ là Việt Cộng theo người Mỹ, trong khi người Việt gọi Việt Cộng là để chỉ chung Cộng sản Việt Nam từ Nam chí Bắc. Không biết người Mỹ có cố tình gọi Việt Cộng chỉ để nhắm vào phần tử của mặt trận giải phóng miền Nam hay không, mà khi tổ chức hội đàm Paris, họ lại dành cho mặt trận này một chỗ ngồi ngang hàng với Việt Nam Cộng Hòa. Cuộc hội đàm bốn bên thật sự không đúng nghĩa, bởi vì bốn bên đó phải là Trung Cộng hay và Liên Xô, nước đỡ đầu cho Cộng sản Việt Nam ở trong cuộc chiến đối đầu với Mỹ, đại diện các phe đồng minh, và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay là Cộng sản Bắc Việt để đối đầu với Nam Cộng Hòa. Vì thế, Hiệp định Paris 27 tháng Giêng 1973 được ra đời trong sự thua thiệt bất công nghiêng về phía Việt Nam Cộng Hòa. Cộng sản Bắc Việt với sự yểm trợ mạnh mẽ cả về vũ khí, tài chính lẫn nhân sự từ Trung Cộng và Liên Xô đã trắng trợn vi phạm hiệp định này. Trong khi Việt Nam Cộng Hòa bị cúp mất viện trợ từ Mỹ nên đang ngậm ngùi bị bức tử vào ngày 30 tháng 4 1975. Phong trào phản chiến lớn rộng tại Mỹ và nhiều nơi, kể cả Việt Nam, đã có nhận định quá sai lầm về cuộc chiến. Họ không chống kẻ xâm lăng gây chiến mà lại chống người tự vệ chính đáng. 45 năm đã trôi qua kể từ ngày ký định Paris, với những đau khổ triền miên dành cho dân tộc bất hạnh sau ngày Sài Gòn bị thất thủ, đã có những nỗ lực đáng trân trọng để phục hòa kiểu định Paris trong gần như vô vọng. Trước đó thì những kẻ nằm mơ với ban ngày về cái gọi là miền Nam trung lập thuộc mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam và chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam đã dở mộng, vì cả hai tổ chức này đều bị chính thức khai tử không kè không trống vào ngày 2 tháng 7 1976. Trở lại với những mũi giáo quan liệt đâm sau lưng, từ Dinh Độc Lập có các cố vấn của Tổng thống Việt Cộng Hòa như Quỳnh Văn Trọng, Vũ Ngọc Nhã,
Điều đáng lưu ý là những tên này cùng đồng bọn gồm 20 tên khác từng bị bắt nhốt bởi đoàn công tác đặc biệt miền Trung phối hợp với Tiên Quan Huế thời nhất Cộng Hòa. Nhưng đến ngày 1 tháng 11, 1963, Hội đồng Cách mạng của tướng Dân Minh thả ra và sau đó họ đã len lỏi vào các cơ quan trọng yếu của Việt Nam Cộng Hòa. Trong hàng ngũ sĩ quan cao cấp quân lực Việt Nam Cộng Hòa còn có Phạm Ngọc Thảo, Lâm Nhân Phát, Nguyễn Hữu Hạnh, vân vân, và vô số binh sĩ như sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa âm thầm làm việc tiếp tay cho Cộng sản Việt Nam như Nguyễn Thành Trung, Thượng sĩ nhất Nguyễn Văn Minh, vân vân. Nằm dùng tại Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa có cái gọi là thành phần thứ ba và dẫn biểu đối lập như Dư Văn Ba, Lý Quý Trung, Lý Chánh Trung, Hồ Ngọc Nhuận, Ngô Công Đức, Ngô Bá Thành, tức là Phạm Thị Thanh Vân, Kiều Mộng Thu, Hồng Sơn Đông, Nguyễn Văn Hà, Đinh Văn Đệ, vân vân. Một số phần tử này cũng là những nhà báo thiên tài như Ngô Công Đức, Tinh Sáng, Hồng Sơn Đông, Điện Tính, họp cùng với Chân Tính đối diện, họa sĩ ớt Quỳnh Bá Thành, Phạm Xuân Ẩn, các nhà báo ngoại quốc như Time, New York, Herald Tribune. Vào đầu năm 1970, có khoảng 36 tờ báo tư nhân ở Việt Nam, nhưng có rất ít báo của nhà nước, chẳng hạn như tờ Tiền Tuyến, lợi dụng tự do báo chí. Nhiều nhà báo thiên tả đã công khai đã phá chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và cá nhân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Thậm chí họ còn tổ chức diễn biến là ký giả xuống đường đi ăn mài vào ngày 10 tháng 10 1974 để phản đối sắc luật 007 quy định về tiền ký quỹ ra báo. Những buổi giáo đâm sau lưng còn phát xuất từ những kẻ đội lốt nghệ sĩ mà điển hình là Kim Cương, kẻ được cho là mang cấp bậc thượng tá của Việt Cộng, mặc dù bà ta phủ nhận điều này, nhưng có lẽ chẳng mấy ai tin. Ngoài ra còn có một số nhạc sĩ nổi tiếng phản chiến như Trịnh Công Sơn, Trung Quốc Khánh, Tôn Thất Lập, chân chân. Riêng Trịnh Công Sơn được xem là thiên tài âm nhạc và là phù thủy ngôn ngữ, nhưng rất tiếc những tin qua đó là phục vụ cho một chế độ mang rợ cộng sản. Mặc lớp áo thầy tu, những buổi giáo đó là lũng đoạn hàng ngũ quốc gia Việt Nam. Những tay nổi bật trong thành phần này từ Thích Trí Quang cho đến Tức Nhất Hạnh, Chân Tính, Đi Sư Quỳnh Liên, Phan Khắc Từ, Trần Hữu Thanh, vân vân, đều tích cực nối giáo cho giặc bằng mọi hình thức, như sách động xuống đường, tuyệt thực, tự thiêu vân vân, dưới chiêu bài chống độc tài gia đình trị, thời điểm Việt Nam Cộng Hòa, đòi quyền sống, đòi hòa bình, viết báo công kích chính phủ, chống tham nhũng, thời điểm Việt Cộng Hòa. Thành phần trí thức thiên tả miền Nam góp phần phá nát chính thể dân chủ của người quốc gia có khá nhiều, tiêu biểu như Trương Bắc Cần, Nguyễn Văn Trung, Lý Chánh Trung, Thế Nguyên, Thế Nguyên, Duy Lam, Nguyễn Hữu Trung, Lê Văn Hảo, Lê Khắc Quyến. Ông này là cha của ông Lê Khắc Nhàn, tức là Hằng Trường, đại lão hòa thượng Tuyên Hóa, đã đuổi ra khỏi tăng đoàn Vạn Phật Thành vì âm mưu chiếm chùa Vạn Phật và không được lấy pháp danh là họ Hàng nữa. Tôn Thất Khanh, Lê Tuyên, vân vân. Thành phần năng động nhất ở miền Nam gây khó khăn cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ở hậu phương Sài Gòn là các học sinh sinh viên thiên tả như Lê Văn Nui, Quỳnh Tấn Mẫm, Ca Thục Quế Hương, Võ Như Lanh, Phan Kim Hạnh, Duy Văn Đầy, Trịnh Đình Ba, vân vân. Ở miền Trung thì có Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân. Ngoài ra còn có một số lãnh tụ sinh viên ở Sài Gòn chuyên cầm đầu cuộc xuống đường rầm rộ ở Sài Gòn như Nguyễn Văn Thắng, cựu sinh viên sư phạm Sài Gòn, Đoàn Kỉnh, Đại học Khoa học Sài Gòn, mà lý lịch không rõ là người quốc gia hay thân cộng. Những mũi giáo đâm sau lưng dân tộc còn có vô số những tay nằm dùng hành nghề lao động tay chân như lái taxi, đạp xích lô, vân vân, và thậm chí còn có những kẻ được gọi bằng danh xưng mỹ miều là bà mẹ chiến sĩ. Sau ngày 30 tháng 4, bọn này xuất đầu lộ diện thành những tên Việt Cộng mang băng đỏ trên cánh tay chỉ đường cho cộng sản Bắc Việt tiến vào Sài Gòn, và sau đó giữ chức vụ tại hạ tầng cơ sở hay trung ương. Trên đây là những mũi giáo đâm sau lưng được người dân nhận diện ra tại Sài Gòn, không kể đến những kẻ khác đang hoạt động bí mật rải rác khắp miền Nam. Những kẻ này đã góp phần lật đổ chế độ Nhân Bản Việt Nam Cộng Hòa và xây dựng nên một chế độ mang di tàn bạo gây thống khổ cho toàn dân suốt gần 44 năm dài. Những kẻ nối giáo cho Giặc Cộng sau năm 1975 đều bị dắt chanh bỏ vỏ một cách không thương tiếc, một số đấm ngực ăn năn thì đã quá muộn màng.
ngay cả sau biến cố 30 tháng 4, trong làn sóng tị nạn ra hải ngoại, cũng có không ít phần tử cộng sản trà trộn hay hoạt động ngầm cho Việt Cộng dưới hình thức là tôn giáo giận, văn hóa giận, vân vân. Rút kể kinh nghiệm sống chung với những mũi giáo phản động suốt mấy chục năm ở trong nước, đồng bào hải ngoại cần vạch mặt chỉ tên những kẻ này để vận động chính quyền sở tại tống cổ chúng về nước, hầu duy trì một cuộc sống yên bình cho cộng đồng. Ngoài những con chuột đỏ trà trộn trong làn sóng người Việt tị nạn vượt biển vượt biên ra hải ngoại sau ngày 30 tháng 4 75, còn có thêm những loại chuột đỏ khác sau đó được khơi khơi xách vali lên máy bay sang Mỹ, nào là đoàn tụ gia đình, nào là bảo lãnh thân nhân, nào là hôn nhân thật giả, nào là HO, nào là du sinh, nào là đại gia Việt Cộng và con cháu Việt Cộng gốc cùng nhau cấu kết với cựu tị nạn trở cờ, đã tạo thành một đội ngũ chuột đỏ rộng lớn dưới sự chỉ đạo dấu tay các sứ quán Việt Cộng, đã xâm nhập mọi sinh hoạt chính trị, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, báo chí, truyền thông, vân vân trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Có thể nói là các cộng đồng người Việt ở hải ngoại ngày nay đã thực sự biến thành những vùng sôi đậu giữa ta và địch, không khác gì tình trạng miền Nam Việt Nam trong thời chiến tranh. Khi ấy chính quyền Việt Nam Cộng Hòa có quân đội, cảnh sát, tình báo, an ninh nội vụ, mà Việt Cộng còn len lỏi vào khắp nơi, thì ngày nay ở hải ngoại, các tổ chức cộng đồng, các đảng phái hội đoàn lấy gì để ngăn chặn những con chuột đỏ? Chưa kể sinh hoạt của các tổ chức cộng đồng, đảng phái và các hội đoàn rất lỏng lẻo, dễ dãi, tạo cơ hội cho những con chuột đỏ xâm nhập khi chúng đóng kịch là những con người đầy thiện chí, dễ thương, dễ bảo, nhiều tài vật, mồm cũng nói chống cộng, có khi còn to mồm hơn người khác. Mà một khi xâm nhập được rồi thì những con chuột đỏ bắt đầu quậy phá. Hậu quả thì như thế nào? Có lẽ không cần dẫn chứng. Những ai còn quan tâm tới sinh hoạt cộng đồng và chưa quên đọc xương máu ngày 30 tháng 4 75 thì không thể không nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt. Vâng, kính thưa quý vị, đó là tâm tình của những người Việt đã từng hiểu về cộng sản như thế nào, nhìn lại cái quá khứ, những tên ăn cung quốc gia thờ ma cộng sản như thế nào. Còn sau đây là bài viết của một người ở trong nước, ông Hà Sĩ Phu đã viết với cái tựa đề là Bỏ Đảng vì e tội cộng rắn. Nội dung như sau: một cụ già 92 tuổi từ Hà Nội vào Đà Lạt du lịch tìm đến thăm tôi. Ông cụ 92 tuổi này là đảng viên, có lẽ cũng đã từ tiền khởi nghĩa nói, đã tự ý bỏ đảng, không tuyên bố từ lâu. Từ lúc cụ giật mình nhận ra mình đang ở trong đảng của một thần tượng ngoài kép cứu nước mà vô tình lại hóa ra là cọng rắn cắn gà nhà, hoặc ít ra cũng là rước rắn vào nhà, thì không có lý do nào mà một người Việt Nam yêu nước, biết trọng danh dự lại còn ở trong đảng của ông ấy nữa. Chứng tỏ từ lâu đã có những đảng viên nhận thức được như vậy. Tức là tâm sự mộc mạc của cụ tuy không phải là điều phát hiện gì mới mẻ, vì nhiều người đã biết, nhưng gợi cho tôi nhiều suy nghĩ. Tôi thường được nghe một số đảng viên bỏ đảng vì thấy đảng bây giờ thoái hóa, không còn trung thành với Hồ Chí Minh. Chứ bỏ đảng là vì nghi ngờ tác dụng cứu nước của chính ngọn cờ Hồ Chí Minh thì quả thực là còn hiếm. Nghĩ kỹ mà xem, người đảng viên già này có lý. Trước hết là phải hệ thống lại quá trình cố thủ của Cộng sản Việt Nam trước cơn bão táp sụp đổ của Cộng sản toàn thế giới và làn sóng dân chủ hóa đất nước. Đầu tiên, thế mắc lê đã bị thế giới bóc trần cái tính ảo tưởng phi lý, phi dân chủ và phản tiến hóa. Đảng ta giảm nhẹ dần mắc lê để rút về với Bác Hồ trong mặt kép. Cái nhân vật vĩ đại ắt phải có tư tưởng vĩ đại, nhưng mà cái pháo đài tư tưởng Hồ Chí Minh không vững, vì chính Hồ Chí Minh đã nói: tôi chẳng có tư tưởng gì ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác Lê, các vị Stalin, Mao Trạch Đông đã giết hết cả rồi. Và thực tế là tất cả giáo lý của Hồ Chí Minh không có gì ngoài những quan điểm chuyên chính vô sản đã được Khổng Mạnh hóa và nông dân hóa. Dễ hiểu thôi, là vì nho giáo và nông dân chính là mảnh đất lý tưởng để gieo rắc cái chủ nghĩa Mác Lê, sau đó chống chế rằng Hồ Chí Minh có tư tưởng chứ, đó là kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa xã hội. Nhưng rồi cái đuôi chủ nghĩa xã hội nó cũng chẳng vững chắc gì, bèn tô đậm thêm cho Hồ Chí Minh
chẳng những ưu việt về tư tưởng mà cả về đạo đức phong cách. Và phong cách của Hồ Chí Minh cũng không ít chuyện rắc rối. Chừng ấy thành trì đều lung lay, nên những đảng viên thức thời nhất đã bỏ phắt cái đuôi mắt lê để cứu Hồ Chí Minh và cũng để cứu mình khỏi chết chùm với con tàu cộng sản thế giới. Họ lập luận Hồ Chí Minh chỉ là người theo chủ nghĩa dân tộc, chứ không phải là người cộng sản, chỉ dùng cộng sản làm phương tiện để rút về Hồ Chí Minh, lại thu gọn thêm về một chủ nghĩa yêu nước, bỏ tốt tục những yếu tố cộng sản, tư tưởng với đạo đức vẫn thường gây rắc rối, thì cái sự cố thủ trong lô cốt ấy tưởng vững như bàn thạch. Bởi vì cụ Hồ dương cao cờ đánh giặc cứu nước, giành độc lập dân tộc thì ai mà còn cãi được. Nhưng không, ác hại là bọn giặc Tàu xâm lược không để cho cái lô cốt ấy được yên. Chúng phải khai triển cái chương trình bành trướng đã hoạch định từ lúc ông Hồ còn sống. Chúng cứ lấn từng bước, ngoạm từng mảng với tầm ăn dâu. Miếng ngoạm nào cũng nhân danh là tình hữu nghị mà bác Hồ và bác Mao đã dày công xây đắp. Đó là tài sản vô giá của hai dân tộc. Thế là câu chuyện cổng rắn ngày càng dở lỡ. Nói rõ thêm, thế là những gì trong trang sử quá khứ phải được lật ra xem lại. Là người Việt Nam đích thực, không ai có thể quên được 1000 năm bắt thuộc do kẻ thù phương Bắc gây ra. Các chế độ Trung Quốc có thể thay đổi, nhưng giả tâm ấy thì xuyên suốt, không hề phai nhạt. Vậy thì một người Việt Nam yêu nước có thể quên điều ấy hay không? Nên còn nhớ, cái bóng nguy truyền kiếp là Tàu thì sao lại phải lập một cái chương trình cứu nước xuất phát từ Tàu, lấy căn cứ địa là Tàu, đi lính cho Tàu, lấy vợ Tàu, nhận viện trợ toàn diện của Tàu, nhận cố vấn Tàu, ốm đau thì chỉ sang Tàu chữa bệnh. Khi ngồi với các lãnh tụ Tàu thì bộc lộ sự vui sướng hơn là ngồi với những người ruột thịt. Tóm lại một câu, dù với động cơ là muốn cứu nước chăng nữa, nhưng những chuỗi ứng xử như thế dứt khoát mở đường Trung Cộng xâm nhập Việt Nam, trải thảm đỏ cho con chó sói đàng hoàng đặt cả 4 chân vào căn nhà Việt Nam. Gọi thế là cổng rắn cắn gà nhà hay rước voi dài mã tổ, chắc là không có gì quá đáng. Những Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc ngày xưa mang danh phản quốc cũng chưa thực hiện được 1% cái công việc giúp Tàu xâm nhập Việt Nam đến thế. Mục đích tốt, nhưng cái cách đi sai lầm nên gây hiệu quả ngược, kích thích giả tâm bành trướng của Trung Cộng, còn vô tình làm ảnh hưởng xấu đến tình hữu nghị của nhân dân hai nước nữa. Có thể giải thích rằng ông Hồ Chí Minh đã bị cái ảo tưởng thế giới đại đồng cộng sản che mắt kinh, không nhìn ra kẻ thù, tưởng rằng Tàu Cộng là anh em trong gia đình sau chủ nghĩa thì khác hẳn Tàu phong kiến. Nếu thế thì ý thức cộng sản đã chiếm lĩnh cả tâm hồn Hồ Chí Minh, khiến Hồ Chí Minh quên cả chiến lược giữ nước của tổ tiên trước kẻ thù phương Bắc. Sao lại bảo Hồ Chí Minh chỉ yêu nước chứ thật sự không phải là người cộng sản chứ? Và dù bị ý thức cộng sản che mắt nên mới mắc sai lầm, thì hiệu quả tai hại sẽ mất nước trước hết vẫn đặt lên vai người dẫn đường. Sau đó là do tâm của cả dân tộc nói chung, không phải riêng một người hay một số người. Đến khi nhận ra thì cái giá phải trả quá lớn. Có thể bảo đó là sự hạn chế của lịch sử chăng? Sự cố lịch sử nào cũng do con người tiến hành, đều sự hội tụ của những yếu tố chủ quan và khách quan. Nhưng muốn chủ quan là yếu tố năng động, có thể hành động tốt hơn thì phải tìm ra ưu điểm khuyết điểm chủ quan, tìm đúng nguyên nhân thành công và thất bại để rút ra bài học cho những việc sắp tới. Một hiện tượng thường gặp trước quá khứ đã được đánh giá là sai lầm. Người ta thường chốt một câu là bây giờ biết thế là sai, nhưng lúc ấy tôi chọn con đường ấy là đúng, là tất yếu. Nếu lịch sử lặp lại, tôi vẫn đi theo con đường đó, vì đó là điều kiện khách quan lịch sử, là sự hạn chế của lịch sử. Cái thằng lịch sử luôn được lôi ra làm lê lai cứu chúa. Nhưng xin hỏi, lúc ấy đã xuất hiện nhiều con đường, đã có người khác, nơi khác chọn con đường khác, do đó thành công kia mà. Sự chọn sai đường là do chủ quan mình có sai lầm nhận thức hoặc tâm lý, là do trình độ đổ lỗi cho khách quan, chẳng qua là để nhận cái sự sáng suốt về cho mình, cái kiểu tự hào IQ tự cho mình là sáng suốt như vậy, thì tất yếu sẽ tiếp tục đi từ sáng suốt sai lầm này đến những sáng suốt sai lầm khác mà thôi. Sự hạn chế vẫn cứ do lịch sử chứ không phải là do trình độ, dù là trình độ chung của dân tộc hay của một vài dân tộc, của dân trí, không phải là một cá nhân riêng lẻ cũng phải tự phê phán mới thoát khỏi cái nạn lạc hậu triền miên của một đất nước được suy tôn là bậc không chịu phát triển. Nay trở lại quá khứ đi xem xét, với nhận thức toàn cầu hôm nay thì rõ ràng việc chọn con đường cộng sản để cứu nước và phát triển đất nước là sai lầm,
đã sai quy luật, phản khoa học nên xã hội không phát triển được đã đành. Nhưng phải mượn sức mạnh của Liên Xô, nhất là Trung Cộng, để cứu nước mới là sai lầm tai hại hơn. Vì như Phan Kiều Trinh đã nói, mà Nguyễn Quốc lại không chịu nghe lời. Lực mình yếu mà muốn dùng bạo lực tất phải nhờ giả người khác. Thế thì thản như một cái phương pháp của ông Phan Văn Bộ Châu mà thành công, thì quốc dân đồng bào vẫn nguyên là cái lưng con ngựa, chỉ thay người cưỡi mà thôi. Thưa Phan Kiều Trinh gửi Nguyễn Quốc, Tàu muốn cưỡi lên lưng Việt Nam một lần nữa, do tận dụng cơ hội Việt Nam đã thành đứa em nhỏ mắc nợ trong đại gia đình Cộng sản, và do những ràng buộc của cá nhân Hồ Chí Minh như Trinh đã nói. Kế hoạch bành trướng kiểu tầm ăn dâu của Trung Cộng cứ bám chặt vào cái tình hữu nghị Việt Trung quý báu mà Bác Hồ và Bác Mao đã dày công xây đắp. Đó là tài sản quý báu của nhân dân hai nước. Cứ trương cái tình hữu nghị, cái tài sản quý báu giả tạo mà nuốt dần, nuốt hết tài sản thật của người ta. Tàu xưa nay vẫn thâm, Tàu Cộng lại càng thâm hơn bao giờ hết. Dựa vào Bác Hồ Trung Hoa Kép để bàn kế thoát Trung là trúng kế của địch, là mở cửa thành cho bành trướng tiến vào. Vì thế muốn thoát Trung phải thoát Cộng, muốn thoát Cộng phải thoát Hồ. Triết lý cuối cùng của sự nghiệp thoát Trung là như vậy. Nhưng bước đi cụ thể thì không thể cứng nhắc, mà phải từng bước phối hợp linh hoạt giữa ba cuộc thoát nói trên. Người đảng viên Cộng sản còn yêu nước thì cũng phải thoát khỏi cái gông Cộng sản mới cứu được nước. Tất nhiên thoát Cộng là thoát trong tư tưởng, trong ý thức, và điều này thì dễ dàng kiểm chứng. Yên tâm bám vào chút hào quang le lói đó, khác nào bám vào sự chỉ mạnh trước cơn giông bão của tri thức thời đại và nguy cơ bắt thuộc mới. Tôi không phải là đảng viên Cộng sản, nhưng vẫn luôn được các đảng viên Cộng sản chia sẻ tâm sự, từ Nguyễn Hộ, Trần Độ, Lý Hữu Đan, Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Nguyễn Kiến Giang, Lê Hữu Đạt, vân vân, và vô số đảng viên đang sống hôm nay. Trong đó có những đảng viên bỏ đảng như cụ già 92 tuổi vẫn lặn lội vào Đà Lạt thăm thôn trường kể trên. Vì thế, bỏ đảng hay ở lại trong đảng để đấu tranh tuy không phải là việc của tôi, nhưng đã chung nhau gánh nặng nước non thì cũng xin phép chia sẻ đôi lời bàn góp. Dân được thổ lộ chí tình của một đảng viên già bỏ đảng: hãy từ bỏ những điểm tựa sai lầm chỉ gây sự phân ly để cùng nhau kết lại cứu nước khỏi tình trạng quốc gia không chịu phát triển trong các và thảm họa bắc thuộc mới mỗi lúc một tới gần. Người viết: Hà Sĩ Phu.